Sáng ngày 12 tháng 9, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận Công an thành phố Hòa Bình đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng, tức Dũng Chọc, sinh năm 1968 tại Vạn Phúc, Hà Đông, thành phố Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi sử dụng tàng trữ ma túy trái phép. Đêm ngày 10 tháng 9, cảnh sát ập vào kiểm tra quán karaoke Minh Minh trên phố Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, bắt quả tang Dũng Chọc đang bay lắc. Hiện Công an thành phố Hòa Bình đang thụ lý giải quyết vụ việc. Dũng Chọc được biết đến là một đại ca giang hồ mạng, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh xăm trổ đầy mình, kết giao với các giang hồ mạng như Phú Lê, Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyền. Đặc biệt, Dũng Chọc nhận Khá Bảnh, tức Ngô Bá Khá, làm con nuôi. Hôm Khá Bảnh bị tuyên án, Dũng Chọc đã cùng một số anh em xuất hiện ở tòa án Bắc Ninh. Theo hồ sơ của công an, vào ngày 5 tháng 1, 2012, Dũng và đàn em nổ súng gây náo loạn một vũ trường ở Hà Nội. Đến ngày 21 tháng 3, 2013, Nguyễn Văn Dũng bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Dũng Chọc chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.